mắc kẹt trong nhà mùa ca vít hãy thử cải tạo không gian nhà nhờ loạt ý tưởng tuyệt hay có nhiều cách để bạn cải tạo nhà và biến nó thành một không gian tiện ích và thoải mái có thể bạn cảm thấy buồn chán vì căn hộ trong nhà đang thiếu không gian lưu trữ căn hộ được tổ chức chưa hợp lý hoặc thiết kế căn hộ mờ nhạt thiếu điểm nhấn mắc kẹt ở nhà trong mùa ca vít cũng chính là cơ hội vàng để bạn cải tạo ngôi nhà của mình theo những ý tưởng cực kỳ đơn giản và dễ dàng nâng cấp tủ quần áo bạn cảm thấy không hài lòng vì cửa tủ quần áo khá xấu xí, lỗi mốt, hãy thử thay đổi cánh cửa tủ bằng một mẫu vải hoặc mẫu giấy dán hoàn toàn mới. Để mang lại cái nhìn mới lạ cho tủ quần áo của mình. Trồng thêm cây, bạn muốn không dàn nhà thêm xanh mắt và sinh động. Hãy lựa chọn một vài chậu cây phù hợp với không gian nhà bạn và bắt đầu chăm sóc. Thay rèm cửa mới, nếu bạn muốn tạo ra một diện mạo mới cho cửa sổ của mình. Hãy chọn một bộ rèm cửa mới với trang trí, họa tiết phù hợp với sở thích của bạn dùng giấy dán tường nếu chưa có điều kiện để sơn lại toàn bộ bức tường thì hãy che đi mảng tường cũ của bạn bằng một mảnh giấy dán tường với màu sắc kiểu dáng phù hợp với phong cách nội thất mà bạn mong muốn treo một vài bức ảnh có thể bạn thấy bức tường trong nhà quá trống vắng hãy thử treo lên tường một vài bức ảnh hoặc một vài tác phẩm nghệ thuật trước khi treo hãy phát thảo sẵn bộ khung để có thể treo bức ảnh lên một cách hoàn hảo nhất có thể thêm giá treo tường nếu những chiếc giá treo tường nổi chiếm nhiều diện tích không gian hãy thử mẫu giá treo tường tàng hình và tiết kiệm diện tích dưới đây nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại